có nghĩa là một cây nó là nó sẽ có ba loại ống, 19, 22, 25 á. Ủa ba loại ống bây giờ giá khác nhau rồi đó em. Rồi. Cây 25 mắc hơn, cây 29 xem nào. Nó bây giờ ba loại ống này giá ống, giá lại khác nhau nữa. Ống nhôm này là khác nhau đúng không em? Ý của em là ống nhôm này có nhiều loại phải không nào? Có ba loại đó chị, có loại là cái size của nó, ví dụ size 19 nè, size 25 có nghĩa là ba cái đầu nó mới ghép cho được một cái gai dài. À, chị hiểu rồi. Tức là ba loại ống nhôm mới ghép được một sản phẩm đúng không nào? Đúng rồi chị. Cái sản phẩm mới lắp vào cái cây lâu nhà đúng không nào? Dạ. Rồi, cái đấy là mình sẽ xây dựng ở phần đỉnh mức rồi nhá. Nhưng bây giờ chị hỏi em, mình mua vào 1 kg thì mình quy đổi được bao nhiêu cái ở đây? Ví dụ thì ở đây cái này chưa liên quan đến cái chỗ định mức đó. Em coi là 7 cái, còn đâu nữa em cho là tồn kho ấy. Thấy chưa? Dạ. Yeah. Ừ. Rồi tương tự như thế, đây là phải đây là những vật tư mà có định mức, em hiểu không? Dạ. Yeah. Nhá, còn những vật tư không có định mức nào? Những vật tư không có định mức em có những cái gì? Ví dụ cái đầu nhện là cô tính cái nè. Ờ ok, thì bây giờ em làm vật tư không có định mức đi. Mà chưa, cái này là chưa tính ốc vít rồi chị. Ốc vít là mình cũng cho vô nguyên vật liệu luôn hay sao chị? À, đây là chị đang hướng dẫn cho em là vật về nguyên vật liệu chính đấy. Còn ốc vít nó là nguyên vật liệu phụ, mà nguyên vật liệu phụ nó cũng phải nhập vào kho nguyên vật liệu thế này. Tuy nhiên là nguyên vật liệu chính thì mình sẽ có định mức cụ thể. Còn nguyên vật liệu phụ ấy thì mình sẽ xuất vật tư và mình xuất theo kiểu là mình xuất theo tháng ấy. Một tháng mình xuất bao nhiêu đấy em? Rồi mình phân bổ vào trong các sản phẩm của mình chứ không thể nào định mức ốc vít được. Dạ, dạ đúng rồi. Tại bên em toàn nhập vô á, nhưng mà em lại không xuất ra nên cuối cùng nó cứ còn hoài trên máy vậy. Ừ, rồi cái đấy mình sẽ xử lý sau, ok. Rồi cái này là nè, ví dụ như đây đầu quét trần nè, vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu. Tương tự ở đây cũng sẽ là kho 152, tài khoản kho là 152, tài khoản chi phí là 154 theo thông tư 133. Tài khoản doanh thu ở đây mình có thể xóa hoặc để cũng thừa cũng không sao hết. Thông tư 200 thì đây là 621 nhá. Vì sao? Bởi vì khi mà xuất kho thì mình sẽ định khoản nợ 621 có 152 mà. Hiểu chưa? Dạ. Rồi, vậy cất. Vậy là hai trường hợp được chưa? Một là không chuyển đổi, hai là khai chuyển đổi. Xong rồi phải chuột nhân bản. Cái nào có chuyển đổi thì dùng cái phải chuột nhân bản đấy. Dạ. Còn cái nào không có chuyển đổi thì lại đi về cái không chuyển đổi rồi cũng phải chuột nhân bản, được chưa? Bây giờ nha, mình chọn nhà cung cấp. Nhà cung cấp có rồi thôi nha em. Nhà cung cấp mình chỉ khai một lần thôi đấy. Rồi. Ví dụ như ở đây là cái sắt đây. Sắt. Sắt. À sắt đó chị. Cái này có quy đổi không? Không chị. Không quy đổi chị, nhưng mà chủ yếu là của em là vẫn có. Nếu không quy đổi nhá thì em để mẫu chuẩn. Hiểu không? Thì chỉ cần đánh số lượng đơn giá thôi. Ví dụ 100 chiếc đơn giá là 20.000 một chiếc nhá. Thành tiền hai nhỏ sang thuế, chọn thuế suất là 10%. Chưa? Kiểm tra tổng giá trị thanh toán đúng ở trên hóa đơn hay chưa? Sau đó em sang phần hóa đơn đây này. Đánh ký ở hóa đơn và số hóa đơn vào. Kiểm tra lại ngày toán và ngày hóa đơn đúng chưa? Đây là trường hợp chưa thanh toán. Nếu trường hợp thanh toán ngay thì em bấm vào chỗ thanh toán ngay đây em nhá. Thì phần mềm sẽ sinh ra một cái phiếu chi tương ứng nữa. Do đó mình sẽ không cần lập phiếu chi trong trường hợp này vì mình thanh toán ngay rồi. Đúng không? Thế chỉ phân biệt này, nếu như mình thanh toán ngay và bằng ngân hàng ấy, mình cũng bấm vào chưa thanh toán và sau đó mình sẽ vào phân hệ ngân hàng, mình sẽ hạch toán nợ 331 có 112 sau. Em hiểu chưa nào? Còn nếu trong trường hợp mà mình thanh toán ngay bằng tiền mặt ấy thì mình mới bấm vào thanh toán ngay, còn kể cả thanh toán ngay bằng chuyển khoản trong ngày mà mình lấy hóa đơn ấy thì cũng coi như là chưa thanh toán, mình sẽ hạch toán phân hệ ngân hàng sau. Em hiểu ý chị chưa? Chứ không phải là bấm thanh toán ngay ở đây rồi bấm ở đây là ủy nhiệm chi ấy, thì nó rất là hay nhầm. Đó. Nhầm ở cái phân hệ ngân hàng mình lại hạch toán công nợ một lần nữa nhá. Cho nên là theo cái cách làm việc của chị là chị làm như vậy. Còn mình sẽ đi từ bên phiếu nhập sang đến phân hệ hóa đơn, đúng không? Chứ không phải là nhìn cái là sang phần hóa đơn là chọn luôn là đối tượng nhà cung cấp thì sang phiếu nhập nó sẽ không ăn theo. Mà mình phải đi từ phiếu nhập thì sang phiếu hóa đơn thì nó sẽ ăn theo tất cả các thông tin về sau. Em hiểu chưa? Rồi. Nếu trong trường hợp mà mình mua nguyên vật liệu không có sự quy đổi, mình chọn là mẫu chuẩn. Rồi sau đó mình cất. Trường hợp này em hiểu chưa nào? Rồi bây giờ em cho chi luôn đây là phiếu nhập nè, xong xôi đúng không? Ừ. Em để thanh toán ngay nè. Ừ. Là em qua bên phiếu chi luôn. Là phiếu chi này nó tự sinh ra luôn, không cần làm gì hết. Có chăng nữa thì em ghi là người nhận tiền là ai, đây địa chỉ ở đâu nữa. Nhưng mà khi mà mình khai cái tên thông tin nhà cung cấp này mình sẽ khai thật đầy đủ luôn ấy, thì ở đây nó sẽ tự ra. Em hiểu không? Ví dụ một cái người đấy hay lấy tiền của cái công ty em thì em sẽ khai luôn. Địa chỉ ở đâu thì nó sẽ tự cập nhật.
Rồi. Rồi, hóa đơn này thì nó sẽ cập nhật theo phiếu nhập rồi. Tại vì ở đây nó không có điều chỉ, ngay từ đầu em hình như em không khai điều chỉ ấy. Thì nó cũng sẽ ra ở đây. Thì em hóa đơn này nó cũng sẽ tự động cập nhật cho em. Em chỉ cần cập nhật cho chị ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn là được. Hóa đơn này hóa đơn chi tiền hay là hóa đơn mình mua vô vậy chị? Hóa đơn mua, hóa đơn đầu vào đấy em, nhưng mà mình đầu vào đồng thời như là tiền điện tiền nước là mình chi thẳng bằng tiền mặt luôn ấy. Chứ không phải hóa đơn phiếu là phiếu chứng từ đâu nhá. Còn phiếu chi này này, cái số phiếu chi này kệ nó, coi như đây là phiếu chi số 1 đi. Sau nào mà hoàn thành báo cáo tài chính rồi chị sẽ dạy em đánh lại cho nó khoa học. Em hiểu chưa? Dạ. Rồi, xong. Trường hợp thứ hai, nếu như có sự quy đổi thì em không chọn cái mẫu chuẩn này nữa. Mà hôm nọ chị nói với em đấy là mình sẽ chọn mẫu nhiều đơn vị tính. Xong rồi chọn sang phiếu nhập này cũng chưa thanh toán hay thanh toán ngay, cũng tương tự. Thế chị ví dụ nha, xem cái vật tư nào ống phim 19 này đúng không? Là có sự quy đổi. Thế thì bây giờ mình đi từ phiếu nhập và đi từ hàng tiền nhá. Đi từ phiếu nhập, đi từ hàng tiền chứ không phải đi từ hóa đơn, đi từ thuế. Đúng không hả? Rồi. Kho ở đây, đây do cái ống phim 19 này kho của em quên khai, cho nên đến đây em lại phải chọn đây này, thấy chưa? Khi em khai mã đúng, tất cả những thông tin này nhảy ra đúng, đúng không nào? Cho nên bản chất nó nằm ở khi mình khai có đúng hay không thì nó sẽ mới nhảy đúng được. Tài khoản kho là 152, tài khoản công nợ, số lượng, đơn giá chỉ ví dụ như là 2 triệu đồng. Đơn vị tính ở đây là kg. Đấy. Giá trị nhập kho, mình phải chọn là mẫu nhiều đơn vị tính nhá. Rồi, đơn vị là, đơn vị chính là cái, tỷ lệ chuyển đổi là 7. Đúng không nào? Phép nhân thì đương nhiên 100 mà nhân với 7 thì đương nhiên là 700 đúng không nào? Dạ. 700 là số lượng đơn giá này lúc đó sẽ được chia. Lấy 2 triệu mà chia cho 700. Đúng không nào? Là 285 ngàn một cái. Đúng rồi, chính xác. Tức là về số lượng thì sẽ tăng lên, đơn giá thì sẽ giảm đi. Do số lượng tăng đương nhiên là đơn giá sẽ giảm, phải không em? Thành tiền cũng sẽ trùng với cái thành tiền trên hóa đơn của em. Em hiểu chưa nào? Rồi. Sang thuế phản ánh bình thường và sang hóa đơn phản ánh ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn. Em hiểu hai trường hợp chưa? Cái này đầu vào còn nếu mà chưa thanh toán là, nếu mà cái chưa thanh toán là 21 thì chị thanh toán sau đúng không? Đúng rồi, thanh toán qua ngân hàng, thanh toán sau nhá. Rồi. Còn cái nào chắc chắn là tiền mặt thì em bấm luôn là bằng thanh toán bằng tiền mặt. Cứ đại loại là cái nào thanh chắc chắn là bằng tiền mặt thì em chọn luôn là thanh toán ngay đi. Còn cái nào mà kể cả thanh toán cùng ngày qua ngân hàng thì coi là chưa thanh toán tất. Chị hướng dẫn một phân hệ với ngân hàng sau. Rồi. Khi mà mua hàng á chị, là mình để thanh toán ngay á, tiền mặt là trong tiền của mình nó tự động giảm luôn, chứ mình không cần làm bước thứ hai nữa đúng không? À đương nhiên rồi em. Đương nhiên. Nhá. Nó sẽ tự động nó giảm. Nha em. Em hiểu rồi. Rồi.